Năm chủ binh báu, chuyển đơn vương thời Thái Bình, chẳng đem binh đi, chẳng huấn luyện binh, đến lúc cần thì binh sẽ xuất hiện, cần bao nhiêu thì có bấy nhiêu. 6. Chủ tạng thần báu, tức là địa thần quản lý châu báu. Ông ta biết nơi nào ẩn tàng báu gì, đến lúc cần, chỉ đất thì hiện ra. 7. Ngọc nữ báu, tức là mỹ nữ ca múa, chẳng những biết ca mà múa cũng khéo, là mỹ nữ rất đẹp vô cùng. Kim chuẩn luân vương chẳng những có 7 báu này, mà còn có 500 bà phi, sinh ngàn thái tử. Ông ta cai quản đất nước, phong điều gió thuận, quốc thái dân an, hết thảy nhân dân đều giữ năm giới, tu 10 điều lành. Năm giới tức là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. 10 điều lành là thân miệng ý, ba nghiệp thanh tịnh. Nghiệp thân chẳng phạm giết hại, trộm cắp, tà dâm, ba điều ác. Miệng thì chẳng phạm nói dối, nói lời theo rẻ, nói hai lưỡi, chửi mắng, bốn điều ác. Nghiệp ý thì chẳng phạm tham sân si, ba điều ác. Người người đều phát bồ đề tâm, ai cũng thành đạo nghiệp. Lại như các thế giới, lửa lớn thảy thiêu đốt, lửa đó chẳng chỗ đến, tánh nghiệp cũng như vậy. Mỗi thế giới, mỗi khi gặp kiếp trụ diệt, thì có một lần tai nạn nhỏ, mỗi lần gặp kiếp hoại, thì có một lần tai nạn lớn. Tai nạn nhỏ tức là đói khát ôn dịch, loạn đau binh, tai nạn lớn là lửa, nước, gió. Thế giới hiện tại, tuổi thọ của con người trung bình là hơn 60 tuổi. Khi tuổi thọ của con người còn 30 tuổi, thì con người chỉ có tà kiến điên đảo đầy đủ 10 điều ác. Do đó trời hạn hán chẳng mưa, ngũ cốc chẳng lớn, nhân dân dùng vỏ cây, cỏ rễ làm thức ăn. Xương cốt đầy đồng, chết đói vô số, như vậy trải qua thời gian 7 năm. Khi tuổi thọ của con người còn 20 tuổi, thì con người hầu hết đều bất nghĩa, ích kỷ lợi mình, do đó phát sinh nạn ôn dịch. Lúc đó không khí ô nhiễm, vi khuẩn hoành hành, con người thở hít không khí thì sinh bệnh, có bệnh thì chết, chẳng cách chi chữa trị được. Bác sĩ lúc đó là Bồ Tát bùn qua biển, tự thân khó giữ, tùy thời tùy lúc sẽ có thể chết. Thứ bệnh chuyển nhiễm đó trải qua thời gian 7 tháng, những người còn lại đã ít lại càng ít. Khi tuổi thọ của con người còn 10 tuổi, thì người người đều bất hiếu với cha mẹ, chẳng tôn kính sư trưởng, cùng nhau giết hại, lục thân chẳng nhận ra, vì nghiệp lực, cho nên cỏ cây đều thành đao, đụng thì chết. Chúng sinh tàn sát lẫn nhau, thành cuồng phong thế giới, như vậy trải qua 7 ngày, những người còn lại chưa quá một phần vạn. Tại sao có những tai nạn như thế? Một, vì tâm người chẳng như xưa, tư tưởng phức tạp, làm nhiều nghiệp ác nên thọ quả báo. Hai, vì khoa học tiến bộ. Tôi thường nói với các bạn, chiến tranh thời rất xa xưa là thổ chiến, con người dùng tay chân để tác chiến. Bạn đánh tôi một chưởng thì tôi đá bạn một cước, tức cũng là do khí lực. Khí lực mạnh thì người đó thắng, khí lực yếu thì thua. Về sau người có trí huệ mới nghiên cứu phương pháp thủ thắng. Bèn dùng gỗ chiến, dùng gỗ làm binh khí so với chân tay thì tiện lợi hơn. Nói về ngũ hành thì đây là mộc khắc thổ. Mộc đánh thắng thổ, sau khi phát minh mộc chiến rồi, thì chiến tranh luôn phát sinh, người chết cũng nhiều hơn. Chẳng bao lâu, thì các nhà khoa học lại nghiên cứu vũ khí giết người, dùng phương pháp gì để đánh thắng mộc. Nghiên cứu nhiều lần thì phát minh dùng sắt để làm đao, làm búa, hoặc dùng đồng để làm kiếm, có thể chặt đứt cây gỗ. Lúc đó vũ khí tiến bộ rất nhanh, đây là kim khắc mộc, thời đại kim. Kim loại, đánh thắng gỗ, mộc. Người thời xưa đều tinh thông 18 bàn bình khí, do đó thường đào kiếm điệu, bào xoa phủ việt, mâu thuẫn cùng tiễn. Người thời đó đều có đao kiếm, rất nhiều người có trí huệ, đều làm việc hư ngụy, lường gạt đối phương. Đối phương bị gạt nhẫn không được, do đó mà đó đây đánh nhau, phát sinh đao kiếm giao tranh. Người trí dùng kế, người ngu dùng sức, kết quả hai bên kẻ bại người mất, tạo thành xã hội chẳng an ninh. Đại khái trải qua hơn 2.000 năm, nhà khoa học lại nghiên cứu làm thế nào khiến cho đao kiếm chẳng còn tác dụng nữa. Tận hết sức để nghiên cứu thì phát minh súng ống, trong khoảng mấy dặm thì súng có thể bắn chết người, vì súng dùng hỏa dược chế thành. Cho nên đây là hỏa chiến, tức là hỏa khắc kim.
lửa thắng kim. Về sau khoa học càng tiến bộ, phát minh phi cơ đại pháo, xe tăng thiết giáp, vũ khí giết người càng ngày càng lợi hại, nhà khoa học lại nghiên cứu, tầm nghĩ uy lực của tạc đạn quá nhỏ, giết người quá ít. Trải nhiều lần nghiên cứu thì phát minh đạn nguyên tử, vì lực mạnh hơn so với tạc đạn. Một quả bom nguyên tử có thể giết hết một thành phố, có thể chết 10 vạn người. Vì bột nguyên tử là tánh lưu động, đây là thủy chiến, tức là thủy khắc hỏa. Nước đánh thắng lửa. Nhà khoa học tán tâm bệnh cuồng lại nghiên cứu vũ khí kinh người tiêu diệt nhân loại, giống như đạn kinh khí, laser và tử quang vân vân, phát minh không ngừng. Nếu như bất hạnh, đại chiến thứ ba bùng nổ thì lúc đó nhân loại đồng quy ư tận, trời lật đất che, trái đất hủy hoại, thật đến ngày cùng của thế giới không tưởng tượng được. Con người sinh sống ở thế giới này đều là ứng kiếp duyên mà sinh, là đến thế giới này để trả nợ quá khứ. Nếu minh bạch đạo lý này thì mau sớm tu hành mới vượt ra được tam giới, chẳng còn thọ khổ, tam tai bát nạn nữa. Tất cả thế giới đều có thành trụ hoại không bốn trung kiếp, thời kỳ kiếp hoại, thì lửa lớn tự nhiên bốc cháy, thiêu hủy hết sơn hà đại địa. Thứ lửa này từ đâu đến, nói xa là từ nghiệp báo của chúng sinh mà ra, nói gần là chẳng biết nó từ đâu đến, nghiệp chướng của chúng ta tạo, và đạo lý lửa cháy đều giống nhau, tư hào chẳng sai, tánh thiện, tánh ác, tánh vô ký đều như thế, cho nên thọ quả báo của chúng sinh hoàn toàn khác nhau.